Rồi chào tất cả các anh em nha. Nhận được rất là nhiều yêu cầu comment cũng như là về anh em muốn hỏi mình tư vấn về cái cấu hình xenon. Thì hôm nay mình giới thiệu một cái cấu hình rẻ, tương đối sáng, cũng khá khá là sáng và rất là an toàn cho anh em đi đường xa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em. Trước mắt anh em là billet Farcot. Có thể để gần các bạn nghe cái quạt khẳng gì không? Nó so sánh với bị lét màu mè tội nghiệp. Rồi bây giờ trước mắt mọi người là chế độ code của billet Fagot ha. Rồi cũng khá là xa, tầm trên dưới 150 m, cho anh em đi đường tối hoặc là tốc độ cao rất là an toàn. Bây giờ là mình sẽ bật cái cho cái đèn zin winner lên để anh em có thể so sánh với nhau. Rồi tắt đi. Code vừa phốt, đây là chế độ vừa code vừa pha của Winner. Mình tắt tắt đi, đây là code này, pha rồi cộng với đèn lờ chợ sáng L3 đó. Rồi và bây giờ là led. Đây đây là chế độ code thôi các bạn nha, pha của sai tiếp này đó, pha. Rồi đây là vừa pha vừa code, thì cái độ xa của cái này đó là trên dưới 150 m, đi khá là an toàn. Rồi tắt cốt, đây là cái độ cốt các bạn này, pha. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh tiếp tục lại, tắt tắt đi em. Rồi bây giờ mình sẽ bật khi có đèn winner lên. Đây là chế độ cốt pha và dây cốt này. Rồi tiếp tục lại, đây là chế độ code pha. Rồi vừa rồi mình đã giới thiệu với anh em, đây là trước mắt các bạn thấy là cái billet này là billet pha code sử dụng trên xe hơi, và độ bền tuổi thọ khá là cao, và cái cấu hình này giá rẻ cho anh em có thể chơi mà không sợ cháy cũng như là tự thọ, và nó cho ra độ sáng cũng khá là ok. Các bạn có thấy là cái độ sáng này có thể gấp, nó gấp 5 đến 7 lần so với chó đèn Winner, và đi an toàn ở tốc độ cao cũng như là cho độ sáng tốt để mình có thể đi an toàn trong tất cả các điều kiện thời tiết. Vừa rồi thì mình đã so sánh hai độ sáng của Winner chó Rin cũng như là billet cốt pha sử dụng trên xe hơi. Thì anh em có hỏi mình là về cấu hình, thì mình sẽ đưa ra nhiều cấu hình để anh em có thể so sánh cũng như là lên cho xe của mình. Đó thì đây là cái cấu hình tương đối rẻ cũng như là chất lượng cũng ok để anh em có thể lựa chọn. Thì đèn chợ sáng thì nó chỉ là giúp chợ sáng tương đối thôi, nhưng mà nó không, đường cắt cũng như là ánh sáng không cho tốt, cho ra tốt bằng billet hoặc là bi xenon được. Thì các bạn có thấy là hệ thống đèn chiếu sáng hiện tại là trên xe hơi được trang bị đời mới rất là nhiều, và đa số là đèn billet cũng như là đèn xenon, cho nên là bây giờ mình cũng giới thiệu để các bạn anh em cũng có thể tham khảo. Và đây là cái chóa đèn bi led mình mới nhập về để lắp cho khách, và nhân tiện hôm nay thì mình làm video review cho anh em luôn. Rất là mong được sự ủng hộ từ tất cả các anh em, cũng như là nếu anh em nào cần có nhu cầu thì liên hệ cho mình ở hai địa chỉ, hai chi nhánh, đó là ở Vũng Tàu và ở Buôn Thuột. Thì anh em nào ở địa bàn nào gần thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình để mình tư vấn, cũng như là nếu anh em có thời gian thì sắp xếp chạy qua để mình lên cấu hình cho anh em, để anh em chơi, cũng như là tăng sáng cho xe mình để đi tốc độ cao an toàn, cũng như là đi an toàn ở mọi điều kiện thời tiết. Rồi và video cũng rất là mong các anh em ủng hộ và chia sẻ cho mình cùng biết nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.